phê hàng luôn. Hai hộp lốp gáp, ba hộp luôn hả? Hộp đó hộp gì? Kiếm tiền thì có nhiều cách để kiếm tiền. Đúng rồi. Không biết nữa. Chào cả nhà nha, hôm nay là ngày 26/4/2022 ha. Mình lại quầy cá vô hia của anh Tuấn. Rồi anh bán cá nữa nè mọi người. Không lại không thấy ra quay. Trời ơi, lâu lắm rồi mới thấy. Hả? Quy ha. Trời, cá của anh Tuấn nè. Thì mình thấy anh Tuấn bán cá như thế này thì mình thấy rút ra được rất nhiều học bài học ha. Thứ nhất là anh Tuấn anh bán cá như thế này thì có rất là nhiều hình thức kiếm tiền. Đây là một hình thức kiếm tiền. Đó. Thứ hai là nhiều khi mình thấy mấy đứa học sinh đó, nó mua cá vậy rồi nó tặng cho nhau đó. Đứa này thì nó xinh, đứa kia nó xinh thì mình thấy tình người ở trong đây nữa nè. Rồi rất là nhiều ha. Đó rồi nhiều khi có hoàn cảnh đó, đứa thì tiền nhiều, đứa thì tiền ít. Đó, mình san sẻ cho nhau. Rồi nói chung là thông qua quầy cá này thì mình thấy được rất nhiều điều về cuộc sống. Kiếm tiền chân chính không bao giờ là có gì xấu hết trơn á. Anh Tuấn không có ngại gì hết trơn á. Chỉ cần có kiếm tiền thôi là anh có thể đi bán dạo rất là nhiều khu trường học ha. Đây thì ngoài ra thì mình thấy là bài bán cá như thế này lúc mà thời điểm đông á thì anh bị mất cá mọi người. Anh bị mất cá thì mình thấy được là nhiều khi có lòng tham ở đây nữa ha. Nhiều khi mà học sinh nó không có nó còn rất là ngây thơ nên nhiều khi mà anh Tuấn anh quản lý không hết á thì nó có thể là chơm chẻ ăn con hai con. Đó. Về lòng tham, về tình người. Nhiều khi mấy đứa mà bạn nó có tiền nó nhiều quá thì nó cho mấy đứa không có tiền. Còn mấy đứa ít tiền thì nó trông ngóng. Đó, nhiều khi đứa nghèo, đứa giàu. Ồ, bữa nay toàn là cá đỏ không nè. Có cá xanh nữa nè. Quầy cá của anh Tuấn truyền tải rất là nhiều thông điệp. Có đứa là thấy nó đi học quá trời tiền luôn, đứa thì không có tiền. Lại mua gì coi, mua bán thiếu đâu mà trả không thiếu luôn. Mua hàng cái coi, có tiền mua đây. Tôi có tiền chứ không phải tôi không có đâu hả. Đó. Kiếm tiền thì có nhiều cách để kiếm tiền lắm ha. Dạ, phải chịu cực chịu khổ mới có. Dạ chứ không phải cái chuyện này. Lì à? Dù lì. Lì. Con tên lì á. Con tên lì luôn hả? Tại con lì quá đặt. Con lì quá hả? Cú lì. Bây giờ là mình vớt cá sẵn vô bịch vậy đó hả? Dạ, vớt bánh như thế lại mình làm rất đẹp. Dạ. Khi bán không được mình phải cũng phải chầm. Dạ. Chầm mai bán, chứ phải bữa nay bán được thì mình nghĩ. Chịu cực chịu khổ. Chịu cực chịu khổ hả? San sẻ yêu thương á, mình thấy mấy đứa học sinh nó có nhiều đứa rất là vui ha. Đứa kia nó mua nó không có tiền á thì nó có thể thiếu, còn đứa thì có tiền nó bao, mấy đứa không có tiền đứa khoái chơi thì nó có tiền nhiều nó bao, còn bạn bè nó mua cá nó tặng cho nhau luôn ha. Rồi mà có con cái mắc cười nhất là mấy đứa nó nhỏ, nhiều khi nó không biết nó còn chơm cá không mọi người. Nó chơm con hay con bắt được thì lấy lại, không bắt được thì thôi. Dạ. Biết nó lấy cũng bỏ luôn đó. Nấp cá quầy cá nè, quầy cá của anh Tuấn rất là nhiều cá nè, san sẻ yêu thương. Nuôi cá kiển cũng là một hình thức giải trí ha.
Có mấy con cá đựng trong chai mũ này quá trời luôn. Còn ngồi đây mới cấp 2 nó không biết thôi chứ. Đúng rồi. Ở bên bển thì bán cấp 2, bên đây bán cấp 1. Mà cấp 2 bán không bằng cấp 1. Cấp 2 bán không bằng cấp 1. Không bằng. Cho 1-2 đứa rồi. Nhưng mà nó có tiền nó chơi nhiều. Cấp 1 nó mua cái mặt. Tại nó quen bên đó là bên đây khuất mà dễ. Chứ lại bên đó xe nó vừa ra là nó quẹo vô. Nó bán lâu ngày nó không biết. Không có xe đó nó quẹo quẹo ra nữa. Cái ra là nó quẹo vô luôn. Có cấp 2 không bán không được. Cấp 2 bán không được. Cấp 1 chơi mạnh. Biết sợ gì luôn. Nó tép đi hồi còn kia. Chứ hồi mấy hả? Gì nè. Bát. Bát rồi. Sáng nó ra nó kiếm anh mà anh đi đâu cũng tiêu. Có hả? Có. Chắc đi mua cơm thôi. Đúng rồi. Để dành cho mối ruột á. Lại hồi nhớ. Nó nói em là 11 giờ gửi nó ra. Nãy nó nói nó kêu em ra trước. Anh gần nhà nó hả? Đâu, nãy là sáng nó đi gặp em nè, em lại đằng chị Dung á. Ủa? Nói là đằng mua bệnh còn nhớ luôn. Ai? Chúng tôi bán bệnh. Dạ. Nó nhớ trơn à. Quen rồi, nào thích cái gì gì là mình biết cho mình lấy lên mình bán cho. Chết. Cái giờ là 20k hả? Giờ mẹ 2 ngày đây. Kìa mới nhắc nè, đây dạ phải phát không? Không phải phát mà. Trời ơi Phát ơi, có quà cho em Phát. Đây, ngồi xuống. À, anh mới nói anh đứng rồi. Chờ chứ, thấy không? Nào lấy. Con tép cho anh ơi. Nãy giờ anh kia anh đứng vớt cho em thấy không? Con tép mini cho ông Phát nè. Mối ruột của ông ta là phải để dành. Con Phát không thấy một con vợt rồi nhớ Phát. Nhà tự làm cây rồi. Hẹn Phát 11:10 là anh giao bữa nay. Gala không chú? Gì? Gala. Gala xe vô. Rồi con đó 70 ngàn mà lấy không ơi, tao đem cho. Mời lưng rồi. Mầm phiếu. Trời ơi, lấy đi đưa tiền đi, mới ra đi dám lấy chứ mà không đưa tiền sao dám lấy mấy cái nó hẹn mất tiền không à. Biết ông Năm không biết anh có vô. Chịu không? Mẹ không có ông Năm. Đưa tiền đi. Không biết nữa. Mày mua mẹ đi đi, có đây mua đây đi, thằng nào quá cũng vậy chứ gì. Anh gặp mới biết nữa ha. Anh hồi làm biến đi. Hỏi đâu mà có đi không đưa tiền đó. Ông nội không dám lấy nữa. Chúng không phải. Mới ruột. Sao chính không có luôn. Thì cá nào cũng như cá nấy thôi chứ. Bài học. Sao bốt có? Chúng hả? Mày lấy đi. Wow wow. Mày muốn cái gì? Hả? Mày muốn cái gì? Có hôm qua năm mới lấy hai củ con là bữa nay ổng không có lấy. Trời. Tao biểu mày đưa ổng vậy. Chúng hoàng hả? Chúng. Hộp đồ chơi hả? Dặn ổng một cái gì? Hộp đồ chơi luôn ha, ghê sướng vậy. Wow, bữa nay có banh lên đó rồi. Lấy cái này đi. Kìa lấy cái đó kìa. Phát mới nhận được con tép thì trúng được cái hộp rồi. Tới nè. Ủa vậy có khác nha Phát, hôm qua có trúng không Phát? Không, qua mới 20 ngàn. Qua lỗ. Nay chơi 10 ngàn trúng. Sáng giờ trúng 10 ngàn trúng được cái hộp đồ chơi. Đây con nè, con cá chú bán chạy lắm mà. Ra vô luôn này nè. Má 20 cây nó trong hộp này nó đồ dữ dằn luôn, con dòm nè thấy không? Đồ nè, nhóc cái trơn luôn nè, như nước khoái đó. Như nhí không? Như nhí không vậy mà nó biết được, nó ghép hay vậy đó. Nào phiếu. Rồi, đồ chơi dữ dàng quá vậy. Đồ chơi cái này phải không? Rồi, đồ đó phải không đây? Lấy 3 cái này với 2 cái này á. Rồi. Chúng đây rồi phải. Không có. Chúng không? Không. Rồi một em. Chúng gì vậy? Quên. Cá cái nào cũng chúng. Lấy hai cái này. Chúng tẹt. Thức ăn. 15 con bự con. Tẹt. Cá chân trâu. Trời đâu luôn. Này nó không lựa chứ. Nó nói luôn à. Ok. Chúng được hai cá gì đó hả? Về mừng lắm hả? Cũng được à. Cũng được rồi.
5 phía nữa. Nữa hả? Trời ơi, phát chơi sang như phát. Thấy dưới thì phát, đất sâu sâu dưới phát. Ai bịt nào đúng 3 cái tượng thôi. Mấy phiếu rồi? Cỏ không? 3 phiếu rồi. Còn cỏ 2 nha. Ôi trời ơi, tượng. Ủa, tượng, tượng, tượng đâu đây hả? Ủa rồi. Nhiều khí lộn. 2, 3 phía đủ nè. Của em cá phương, cá trần trầu, mới trần trầu. Còn lấy ba cái tượng đi con, hai cá trần trầu tiếp. Tượng nhỏ với tượng bự. Rồi chú cho bọc cho đây. Thức ăn. Con lấy tượng đi. Đẹp. Thức trần trầu không ơi trời. Thức ăn. Trời ơi. Không có con cá phương nào hết trơn. Không có con cá phương nào hết trơn. Rồi cho đổi con cá đi, chim nhỏ luôn nó cậy. Đâu phải lấy con chim nhỏ đi chứ. Ờ lấy mấy cá này. Trời ơi lâu lắm rồi anh mới thấy cưng nó cưng. Cưng đi đâu mất tiêu vậy cưng. Ông ơi, anh ơi, ổng rồi. Hả? Hồi sáng ngay em làm gì? Em làm gì? Lại luôn. Trời ơi. Hồi sáng sao? Cứ nói anh nghe. Ba học lớp gác. Hả? Ba học lớp gác. Ba học lớp gác. Trời ơi, sướng vậy sao mà không đợi anh mà mốt buổi trưa ra chơi nha. Nghe. Buổi trưa anh mới em ra. Em lâu lâu em đi buổi sáng không hả? Lâu em đi buổi sáng không hả? Anh buồn em ghê vậy đó. Ba học rồi còn đọc nè. Đù má. Ừ. Ơi. Đây. Chúng cái đá nào? Vô vô là gì? Vô vô là gì? Vô vô, đồ chơi vô vô. Đồ chơi vô vô hả? Dạ. Mình không biết vô vô là gì đâu. Vô vô hỏi hạt bên bản hỏi này có mà mua không? Có gì chú lấy vô vô cũng không. Đồ trái của anh trúng nè. Trúng hả? Trúng gì vậy? Trúng trong. Đây đi coi. Phát may mắn nha. Mấy quạt còn, còn ít không? Chút cái quạt đi cho mát phát rồi. Lấy mấy quạt đi cho mát phát. Mấy quạt hả? Trúng hai cái rồi. Đúng. Nó quậy luôn mọi đi con gái con thích con nào lấy đó đi. Chú quán đây dễ lắm nhiều đứa nó phái. Rồi đây chú quét cho. Này chú quét. Rồi con mua mà. Cái màu đi không? Con thấy có hai cái màu là không thấy không đủ rồi đó. Chính quá trời luôn má không. Màu 2000 bạch đó mua thêm không? Nhiều không? Mua thêm bạch không? Quá trời luôn. Rồi đây bạch nào màu gì? Màu vàng ha. Rồi như đó nè hả phái. Đây. Đâu dính cái nào mà vô mà vô phát đang bán lại đây 2, 4, 6 tép tép 100 ngàn tép 100 ngàn con cá gì á cá mái gì á ôi nhìn nó chen cái linh ở bãi chầu nè cá ly hơi đồng vậy đâu có ly hơi đồng hả nè với mấy cá bãi chầu khác nữa dạ. Mấy cá bãi chầu chỉ có bụng chỉ có ly hơi đồng hai cá chết hai cá còn chết nó còn nắp. Rồi lấy con chà bá đi con, thích tao lấy con đó. Tao bốc chúng hồi nãy cho tao cái này. Cái quả chung luôn đó. Tao cái này hả? Ờ, wow. Rồi hai quá trời cá đẹp luôn, bữa nay anh Tuấn nhập về. Quá. Nay toàn là cá đỏ không nè. Lấy ba phía nữa. Rồi ba phía luôn. Rồi lấy đi con. Rồi lấy con 7 đường 10. Có gì nữa? Còn màu nè, màu cái nè gái. Nè. Rồi lấy đường bự thôi, 7 đường 10 đi con. Vô mánh rồi. Vô. Số 1 chúng nè. Chúng không? Đây. Chúng không? Đúng. Chúng gì? Chúng lắp ráp. Lấy quạt đi cho mát. Đi luôn. Chúng phát nãy giờ hết nhiều phát? À, nãy giờ không biết nè. 30 rồi. 40. 40 hả? 40 gì đây với hai bộ. Chúng nữa nè. Hai hai. Trời ơi. Này hay quá à. Được hai cái đôi một. Hay nữa ta. Lấy cho bạn hả? Còn tự mua pin nữa nha. Cho tao cái quạt con. Đổi rồi. Đổi đổi mày nguyên một cá lấy mấy quạt. Nè. Lấy cho con, đổi thêm cái lấy người ta cho. Ừ. Lấy đi con. Biên gắn ở đâu? Nè, chỉ cho. Ở dưới á. À, lấy con lấy bên năm bên dương á biết không? Nè. Bên năm bên dương á. Âm dương á. Âm dương cách biệt á. Âm dương cách biệt á. Âm dương cách biệt á. Để pin vô biết không? Mua hai cục pin. Thì nào có pin thì tôi để vô cho. Để giùm ha. Khuyên chạy qua mua luôn đi. Ừ. Qua thì Minh kìa mua. Bán 5 ngàn nè. Ừ, bán mua pin đi. Thôi. Ba phiếu được cái này. Lỗ rồi nghe. Lỗ rồi. Thôi không chơi. Lỗ rồi, lỗ rồi. Cho tao nghe. Tại sao anh Tuấn luôn bán lỗ mọi người? Cho tao nghe coi. Tao trúng cái này mấy con chơi mấy con biết rồi phải không trúng. Trong này không? Nghe không phải một cá rồi. Ủa mấy cái keo trong da là cá gì anh? Cá trống, cá trống. Cá trống. Nước suối thịt tàu quà. Bóc luôn đi. Cá thì có chút xíu nữa.
Coi cái con màu xanh này đẹp nữa. Đủ ghê. Này còn có thăm vậy chúng không? 8-7. Rồi rồi chắc là không chúng rồi. Lắc. Nè. Nữa. Con xa đo con này mặt đau ghê. Mẻ nè chị chăm cho con. Ừ, dễ. Mày biết sao không? Hôm qua có hàng chúng số 65 mà nó không lấy mày. Sao vậy? Trời ơi, hú hồn. Trời ơi, anh Thái xe mới nha, review. Review chiếc xe anh Thái nha. Trời ơi, giật mình luôn. Hello anh, làm sao chơi? Đi ngoài. Trời ơi. Nhà tắt biệt thự. Hả? Biệt thự hả? Vô nhà anh chơi. Vô hả? Buồn vậy chơi mấy đứa. Nè. Hồi sáng cưng chúng hả? Nắng quá sẽ vô mát này ngồi bé. Nè. Khoe hàng luôn. Hai hộp lốp ghép. Ba hộp luôn hả? Hộp đó hộp gì? Hộp ghép bán lại đi lấy tiền xài mẹ đi. Chơi gì đồ chơi. Lấy tiền ăn bánh. Thích đồ chơi ha. Rồi. Coi thành quả bây giờ. Thành quả đi phát. Đựng này con này đựng gì? Đi thi động. Đi thi động đâu hả? Không biết. Của anh Tuấn luôn hả? Đúng rồi. Phải không? Phải đi thi động không? Chứ nữa. Với cá bay trầu không có bụng. Ghê. Yeah. 4 xéo 8. Mà có con tép nha. Lý Phát đưa mặt lên rồi. Cô thăm nhờ nước ngọt không? Cô thăm nước không? Nè, nữa. Thành quả. Trời ơi, nước suối gì hôm nay đi học đem theo quá trời. Ba chai uống không đủ nữa. Trời nóng này uống nhiều hả? Đúng rồi. Thôi bỏ vô đi Phát rồi để ngoài dưa hàng. Rồi bỏ vô tập dưa hàng. Đạp đi rồi đền. Đạp đi rồi đền. Thế hết chỗ để luôn. Xin anh Tấn cái bọc bỏ vô. Nè bọc hả? Nè có nè. Có hả? Phải mà kiếm chỗ để vô trường giấu thôi, có hàng lục tập nữa mới trong. Gì hả? Nhiều. Ai lục tập nghe ghê vậy? Nhiều, nhiều đứa đó. Thì coi mua đi đi lấy. Mấy giờ phải? Lục tập nó vậy? Không biết. Mấy giờ anh Tấn? Dạ. Đẹp. Còn con kìa phát. Ba con một bịch. Ba con một bịch. 11:40 rồi. 11:40 rồi.